Đây chiếc bàn phím Magic Keyboard cực kỳ đắt tiền của Apple. Và đây chính là bàn phím Magic Keyboard của các pháp sư Trung Hoa, nhìn giống y hệt hàng chính hãng luôn. Đây là bàn phím Wigu Magic Keyboard, thiết kế y hệt Magic Keyboard của Apple, cho một chiếc iPad của bạn lơ lửng trên không trung luôn. Bàn phím gõ đầm, chắc, có đèn LED, có cả trackpad dùng như laptop. Chất liệu bàn phím cao su cao cấp, phần giữ iPad hit 5 châm có lót vải, chống xước cực tốt. Điểm khác chính là bàn phím này kết nối Bluetooth và phải sạc bằng cổng USB-C. Tuy nhiên, đây là Bluetooth 5.0, cũng như thời lượng pin dùng đến 5 ngày không phải sạc. Đặc biệt hơn, mức giá của nó rẻ gấp rất nhiều lần so với bàn phím Magic Keyboard của Apple. Nói chung, với chiếc bàn phím này mình phải nể phục các pháp sư Trung Hoa làm những sản phẩm tốt như hàng chính hãng luôn.